Để xử lý cỏ tiền nảy mầm trong mỗi vụ lúa, bà con nơi đây luôn tin tưởng sử dụng Micel 62EC, an toàn không lo chết vụ. Tôi xài Micel quản lý cỏ dại rất tốt, làm có lợi nhuận. Tôi yêu Micel. Tôi yêu Micel. Tôi yêu Micel. Tôi và bà con nông dân rất yêu Micel. Chúng tôi yêu Micel. Micel 62EC, an toàn không chết vụn. VFC, chất lượng đích thực.